các bạn đến tin nhanh 24/7. Thức Ceteka, phái đẹp lựa chọn Honda Vision hay là Leaf. Honda Leaf Thái Lan được đánh giá là có sức hấp dẫn, cạnh tranh không kém gì mẫu xe ăn khách nhất thị trường Việt Nam hiện nay là Honda Vision. Honda Vision, mẫu xe tay ga, có lẽ ăn sâu quá nhiều vào tâm trí của biết bao nhiêu người tiêu dùng phái đẹp Việt Nam. Đã bứt phá qua cả các mẫu xe súng đồng Sirius của nhà Yamaha để trở thành mẫu xe hút khách nhất thị trường Việt Nam cái năm 2007. Và cũng chính vì thế, đi đâu, ở đâu, dù là nông thôn hay thành thị, dường như ai cũng bắt gặp bóng dáng của chiếc Vision. Mẫu xe này dường như trở thành niềm mơ ước, thành phong trào mua xe tay ga của không ít nhiều người. Thế nhưng một thực tế là cái chiếc Honda Vision được bán ra ở Việt Nam thường bị đội giá lên rất nhiều. Chênh lệch giữa mức giá bán thực tế tại lý và mức giá bán lẻ đề xuất của hãng đưa ra thường dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Cũng chính có thiết kế giống như, nhưng cái tính năng thậm chí còn nhỉnh hơn hẳn Honda Vision. Cái chiếc Leaf là dòng xe tay ga nhập từ Lan được đánh giá có sức hút rất lớn đối với người tiêu dùng Việt. Đặc biệt khi mức giá bán của Vision thường chênh lệch quá cao thì hiển nhiên có một số bộ phận người tiêu dùng luôn tự hỏi nên chăng cần dùng lựa chọn cái Vision hay để sang Leaf. Đặc biệt cái chiếc Honda Leaf phiên bản 2008 có những thay đổi về mần thẩm mỹ, các đường nét 3D góc cạnh sắc sảo, trong khi cái cụm đèn flash lại có dáng dấp giống như cái chiếc Honda FS. Các chi tiết trên Leaf rõ ràng và quá sắc nét, chắc chắn mà vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ. Động cơ xe cũng hơn hẳn cái chiếc Vision. Và tất nhiên tiền nào thì của nấy, Honda Leaf 2008 Thái Lan nhập Việt Nam có mức giá bán dao động từ 59 đến 60 triệu đồng. Sự chênh lệch về mặt giá bán giữa Leaf và Vision rất lớn, nhưng rõ ràng sẽ là cái rào cản của không ít nhiều người có những cái điều kiện là không tốt về mặt tài chính. Thế nhưng với những bóng hồng có chút điều kiện kinh tế thì có vẻ lựa chọn Leaf thay cho cái mẫu trào lưu Vision hiện nay rất lớn. Để giúp các bạn xem có những thông tin tham khảo, và dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cái bản so sánh chi tiết về cái chiếc Honda Vision và Honda Leaf 2008. Thông số kỹ thuật của chiếc Honda Leaf 1.5i 2008, cái động cơ Sander dung tích 124,88cc, cái tỷ số nén 11:1, chuyển động chay V-Matic, kích thước rộng nhân dài nhân cao lực 693 x 1921 x 1095mm, độ sáng gầm 135mm, bình xăng dung tích là 5,5 lít, trọng lượng 110kg, phanh xe, phanh đĩa trước, phanh đùm sau, mức giá bán đại lý 59 đến 60 triệu đồng. Thông số kỹ thuật của chiếc Honda Vision 110/2008, động cơ Sander dung tích 108,2cc, cái tỷ số nén 9,5:1, chuyển động V-Matic, kích thước rộng nhân dài nhân cao 686 x 1863 x 1088mm, cái độ sáng gầm 139mm, bình xăng dung tích là 52 lít, trọng lượng 97kg, phanh xe, phanh đĩa trước, phanh đùm sau, mức giá bán đại lý ở từ 33 cho đến 35 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, là clip tiếp nhớ like, share, subscribe.